Xin chào các bạn, mình là Diva Creative. Hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ với các bạn về cái câu hỏi của một số bạn sinh viên. Thì như các bạn nhìn trên màn hình đây thì là cái câu hỏi của các bạn sinh viên mới bước chân vào trường. Thì các bạn có một câu hỏi như thế này. Ở đây thì mình đang làm một cái video hướng dẫn, một cái video chia sẻ riêng về các bạn đang theo học cao đẳng FPT, cao đẳng PTEC. Thì cụ thể cái câu hỏi như thế này ạ. Chào anh chị, em là tân sinh viên, năm nay có một số các cái thắc mắc mà mọi người giải đáp. Một là FPT Arena, đúng không ạ? Logo của nó đây. Cao đẳng FPT thì logo đây. PTEC, cao đẳng PTEC là gì ạ? Và vai trò trong mỗi ngành, đúng không ạ? Chương trình học có như nhau không và tại sao lại chia ra như vậy? Đó. Em học thiết kế đồ họa thì nên mua máy tính gì? Một số lưu ý cho tân sinh viên khi vào trường. Ngoài học ra thì mình thực tập như nào? Và anh chị có lời khuyên như nào cho em khi thiết kế đồ họa? Đúng không? Tìm hiểu về các cái kỹ năng cơ bản, kiến thức nền, vân vân vân. Thế đây là một cái câu hỏi khá là hay. Và mình cũng rất là khuyến khích các bạn sinh viên có những cái câu hỏi dạng như thế này. Thì khi các bạn có những cái câu hỏi, có những cái trăn trở thì tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn trong trường Poly, trong trường VTech hoặc Arena sẽ có những cái giải đáp cho các bạn. Vậy thì mình ở đây thì mình sẽ giải đáp cho các bạn với tư cách là người ngoài nhìn vào. Bởi vì nếu như mình giải đáp cho các bạn với tư cách là giảng viên hay là hướng nghiệp của một trường thì nó lại khác. Nhưng mình sẽ giải đáp với các bạn với tư cách là một người từ bên ngoài nhìn vào ba cái góc độ, ba cái trường này. Vậy thì nó có một cái điểm chung như sau ạ. Ở đây thì các bạn nhìn thấy cái điểm chung. Thì cái điểm chung ở đây các bạn thấy nào, ba cái trường này đúng không ạ? Thì cả ba cái trường này đều có một cái điểm chung là FPT. Nó đều được tạo ra bởi ông FPT ạ. Đấy. Ông FPT là mẹ của ba cái trường này. Vậy thì nói về điểm chung là cùng một mẹ rồi đúng không ạ? Và tiếp tục thì nói về lịch sử hình thành. Thì lịch sử hình thành thì cái ông FPT Arena này là được tạo ra đầu tiên. Được tạo ra đầu tiên ạ. Tiếp đến là năm 2010 thì cao đẳng FPT ra đời. Và cái thằng cao đẳng FPT cao đẳng BTEC này hiện tại thì không có thông tin chính thức ở trên website về cái ngày thành lập. Như theo mình biết thì nó song hành cùng với lại cao đẳng FPT. Thì có thể đâu đó thì nó có thể ra đời sau hơn một tí, khoảng 11 gì đó. Thì cái này ở trên website không có, nhưng còn thứ hai cái thông tin này thì mình tìm hiểu trên website của họ, của Arena hay FPT thì đều có. Vậy thì lịch sử hình thành thì rõ ràng chúng ta nhìn thấy thằng FPT Arena được ra đời đầu tiên đúng không ạ? Được ra đời đầu tiên. Tiếp tục thì vậy thì nói về lịch sử xong thì nói về chi tiết nhé. Mình nói chi tiết. Thì bây giờ nói về chi tiết thì nói thì mình sẽ vào thẳng luôn website của họ và mình sẽ nhìn. Vậy thì các bạn nhìn thấy đầu tiên thì mình nói nhanh về FPT Arena. Cái thời gian học của ba trường. Cái thời gian học của ba trường bằng nhau. Nó cũng sẽ đâu đó vào khoảng 24 tháng, tương đương với khoảng 2 năm rưỡi. Hơn 24 tháng gì đó, tương đương khoảng 2 năm rưỡi. Đúng không? Khoảng 2 năm rưỡi. Vậy là thời gian học là như nhau các bạn nhé. Thời gian học của cao đẳng FPT, Arena hoặc là PTEC đều bằng nhau. Đó, có một cái điểm chung. Vậy thì nhìn qua về cái thằng Arena thì cái lộ trình học của nó như này các bạn. Kỳ 1 thì nó học về AI Photoshop InDesign. Đó, cái này nó ghi khá là rõ này các bạn này. Kỳ 2 thì nó học về web. Kỳ 2 thì nó học về web, đúng không? Các cái
HTML này, CS nó học về cả về lập trình. Thì web của thằng này thì web của thằng Arena thì nó lại thêm về phần lập trình. Đó, nó thêm về phần lập trình. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là kỳ 2 nó thiết kế web UI UX Digital này. Nguyên lý thiết kế web này, thiết kế web với HTML CSS này. Phát triển web này, đồ họa động này cho web này. Animate đúng không ạ? Đấy, thì một số cái như thế này. Thiết kế giao diện trải nghiệm người dùng trên máy tính điện thoại. Thế kỳ 3 là gì? Kỳ 3 thì nó đang làm về phim, phim và game đúng không ạ? Cụ thể phim ở đây thì nó làm về Premiere và After Effects đúng không ạ? Khái niệm về phim này, phân cảnh, kịch bản phân cảnh, biên tập chỉnh sửa âm thanh đúng không ạ? Ý tưởng game nó làm cả về game nữa các bạn nhé, game này, mô hình này, chất liệu game, thiết kế đồ họa cho game. Tiếp đến là cái kỳ 4 là cái kỳ cuối cùng ấy. Thì phim hoạt hình 3D, phim hoạt hình 3D. Và nó làm là nhân vật nó gắn xương, kỹ xảo 3D. Thì ở đây là cái phần FPT Arena. Thế còn quay sang FPT, các đẳng FPT thì là sao? Các đẳng FPT ở đây thì họ không ghi chi tiết như thế. Thì họ sẽ ghi là nội dung cơ bản này, đào tạo về thiết kế Photoshop Illustrator này, chế bản điện tử này, chế bản điện tử với in design này, AutoCAD này, 3D và in ấn. Các kỹ năng cơ bản như lật sao gần, màu sắc, nghệ thuật chữ, bao bì, thiết kế hoạt động và hoạt hình với Flash này, 3D Max. Các kỹ năng về nghề như kỹ thuật in ấn, nhiếp ảnh, làm phim. Hậu kỳ thì có về xử lý âm thanh After Effects, Premiere. Và ngoài ra thì có thêm các cái kỹ năng khác như là các bạn sẽ phải học kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình và học cả tiếng Anh. Học cả tiếng Anh. Đó. Nghề nghiệp thì các bạn làm sao nhỉ? Có thể thiết kế 2D, thiết kế 3D, dàn trang, chế bản điện tử, in ấn, biên tập ảnh kỹ số, thiết kế giao diện web đúng không ạ? Đó, thiết kế quảng cáo, mình cứ nói điểm chung nữa nhé, xử lý ảnh. Thế còn thằng BTech thì nó có gì? BTech thì ở đây thì cái thông tin còn ngắn hơn một chút đúng không ạ? Nó cũng 2 năm thì cũng sẽ triển vọng nghề nghiệp, là cũng thành chuyên viên thiết kế quảng cáo đúng không ạ? Chuyên viên thiết kế nhận diện thương hiệu, quay chụp và thiết kế phim, vẽ nhân vật. Vậy thì ở đây thì các bạn nhìn thấy là riêng cái trường PTech ở đây thì các bạn nhìn thấy một điều là cái thông tin mô tả là khá là ngắn. Và có một nhưng mà nó có một điểm chung giữa hai trường, đó là trường cao đẳng FPT đúng không ạ? Và trường cao đẳng PTech. Thì hai cái trường này nó luôn luôn ở gần nhau, nó luôn luôn ở gần nhau. Và có một điểm chung giữa hai trường là cái thông tin, cái cơ sở giảng dạy, cái cơ sở giảng dạy là gần như cùng một cơ sở, gần như cùng một cơ sở các bạn ạ. Cái lộ trình giảng dạy thì nó cũng gần như nhau, gần như nhau. Vậy thì xét về phân tích thêm một chút về thằng FPT Arena thì mình có một điểm chung rồi nhá. Chúng ta nhìn thấy có một cái điểm chung, có một cái điểm chung ở đây các bạn thấy là tất cả đều được làm sao nhỉ, đều được học về thiết kế đồ họa, đều được học thiết kế đồ họa, gọi thiết kế đồ họa chung. Nếu như thằng FPT Arena này, ông FPT Arena này các bạn nhé đúng không, thì cái ông FPT Arena này thì đào tạo khá là nhiều về chuyên về đồ họa. Ví dụ như các bạn sẽ nhìn thấy là làm sao nhỉ, họ ngay từ đầu họ đã học về Illustrator, Photoshop, InDesign kỳ 1 đúng không ạ? Kỳ 1. Kỳ 2 là đã học về thiết kế web. Thiết kế web này. Đấy. Thiết kế phim và game.
Vậy thì nếu như các bạn đã có một cái nền thì không nói làm gì, nhưng các bạn chưa có một cái nền, chưa có một cái phần nguyên lý thiết kế, thì khi mà các bạn học ở đây này, các bạn học ở FPT Arena thì các thầy cô sẽ dạy cho các bạn công cụ và song hành với đó là cái phần nguyên lý, cái phần nguyên lý đó. Vậy thì khi mà các bạn học ở đây, mình đảm bảo học ở FPT Arena, mình đảm bảo về phần công cụ các bạn học rất tốt, cái phần công cụ các bạn nắm sẽ rất tốt. Công cụ có nghĩa là các cái phần mềm này này, và các bạn ứng dụng rất tốt. Tuy nhiên ở đây thì ở trong FPT Arena thì đang thiếu một cái, đó là cái phần nguyên lý. Vậy thì cái phần nguyên lý, nếu như các bạn học FPT Arena thì nó đang không có một số các nguyên lý như này, ví dụ như là các cái phần nguyên lý cơ bản này này, luật gia gần, bố cục này, màu sắc này, nghệ thuật chữ này đó, thì bằng này cái gọi là những cái môn này gọi là môn nguyên lý này các bạn nhé, môn nguyên lý. Thì nếu như các bạn học giỏi công cụ ở trong các cái phần của FPT Arena thì các bạn sẽ học thêm cái phần nguyên lý ở bên ngoài. Thì điểm điểm chung của thằng FPT Arena nó là một cái gì đó dạy rất là mạnh về phần công cụ. Mình nhắc lại một chút này, nó rất mạnh về phần công cụ đó, nó rất mạnh, ở đây mình nói là nó rất mạnh về phần công cụ. Thì các bạn có thể học, nếu mà các bạn đi sâu về phần công cụ thì các bạn có thể học FPT Arena. Học phí thì mình không nói nhé, riêng về phần học phí thì mình không nói, bởi vì nó liên quan đến tài chính của mỗi trường. Thế còn quay trở lại FPT, cao đẳng FPT, ở đây bản thân mình là đã từng là giảng viên của cao đẳng FPT, thì các cái môn ở trong đây thì mình nắm khá rõ. Thì nói chung về FPT, cao đẳng FPT thì đều dạy về các cái phần đồ họa hiện đại bây giờ, cập nhật khá là nhiều các cái xu hướng, cập nhật khá là nhiều các cái xu hướng về đồ họa. Các thầy cô cũng hết sức là nhiệt tình. Bản thân mình dạy mình cũng tạo ra này, các bạn nhìn này, mình cũng tạo ra rất là nhiều các cái video về hướng dẫn các cái bài. Mình cũng tạo ra rất là nhiều các cái video về hướng dẫn các cái bài. Đó, thì các thầy nói chung là ai cũng sẽ rất là nhiệt tình. Về môn đồ họa ở cao đẳng FPT thì các bạn thấy này, được học ngay từ kỳ đầu đã học Photoshop, Illustrator này, học về AutoCAD này, học về 3D. Đấy. Thì có một cái điểm chung giữa cao đẳng FPT và Arena là đều được đào tạo về 3D, đều được đào tạo về 3D. Tuy nhiên thằng FPT, cao đẳng FPT này nó có một cái hơn nữa mà trong thằng này đang không thấy. Đó là nếu như các bạn làm về xây dựng, các bạn sau này ví dụ các bạn ra trường, bố mẹ các bạn có một công ty xây dựng, thì thằng cao đẳng FPT nó sẽ hay hơn, đó là nó có thêm cái ngành thiết kế nội thất. Thằng thiết kế nội thất của cao đẳng FPT ở góc độ của mình ấy, góc độ của mình ấy, thì cái thời gian học của nó là khá ít so với một số trường chuyên nghiệp. Ví dụ như các bạn học mỹ thuật công nghiệp, các bạn học kiến trúc, thì các bạn thấy làm sao nhỉ? Họ học riêng ngành thiết kế nội thất của họ 3 4 năm, chuyên ngành là 5 năm. Tuy nhiên ở đây có mấy tháng thôi, cho nên là các bạn sẽ phải trau dồi thêm. Vậy thì cái điểm mạnh của thằng cao đẳng FPT là nó có thêm ngành nội thất. Đó, cái ngành khá là hay. Ngành nội thất nhá. Đúng không ạ? Ngành nội thất. Ngành trang trí nội thất á, thì các bạn nếu như các bạn yêu thích về xây dựng thì các bạn có thể tham gia cái thằng FPT này, đúng không ạ? Thì nó có thêm ngành đấy. Nhưng nó lại không có một cái này, ở đây nó ghi là chuyên viên thiết kế giao diện web. Thì tại thời điểm mình dạy thì cái công cụ mà để thiết kế giao diện web hiện đại nhất bây giờ đó là Figma. Thì riêng ngành đồ họa ở đây là chưa dạy. Riêng ngành đồ họa là chưa dạy, còn đến bây giờ thì dạy hay chưa thì mình không chắc, nhưng tại thời điểm mình dạy là riêng cái môn Figma này là không, là chưa dạy này các bạn này, chưa dạy, chưa cập nhật.
thì bây giờ là có thể có rồi thì mình không biết, nhưng trên trên hệ thống là đang chưa thấy. Thì đâu đó đúng không, các bạn được cập nhật thêm cái phần này, nhưng thằng BTech nó đã được cập nhật ngay từ đầu này. Ngoài ra thằng BTech nếu mà nói về thiết kế website nhá, nếu mà nói về thiết kế website này, nó còn thêm cả code cơ các bạn, nó còn thêm cả code, nguyên lý code luôn. Nhưng nếu như đâu đó ở FPT, các đảng FPT thì các bạn chỉ là thiết kế cái phần giao diện thôi, các bạn không dành về code đúng không ạ? Thì mỗi một cái trường nó có một cái ưu cái nhược, và mỗi một cái ngành nó có cái ưu nhược riêng. Thì cái ông này này, ông đào tạo tổng hợp về một thiết kế đồ họa, thiết kế web có thể code được luôn, nhưng mà trong ở đây đâu đó là không có về nội thất. Đấy, vậy thì nếu các bạn học đồ họa mà muốn chuyển sang nội thất thì Arena chưa phải là một cái điểm mà mình nghĩ là nó phù hợp với các bạn. Thế còn về nội thất thì các bạn có thể là học ở các đại FPT. Vậy thì còn một cái nữa này, 3D animation đúng không ạ? Về phim đó, phim và game thì cả hai trường này đều đang đào tạo. Ví dụ như là phim này, làm phim này, làm phim đấy, làm phim công đây là công cụ làm phim này. Rồi là đâu nhỉ? Một số cái ở trong cái phần này thì đào tạo về phim, thì hai trường đều có chức năng, đều có những cái điểm chung là đào tạo về phim. Vậy thì có một cái riêng nữa này, có một cái riêng mà thằng cao đẳng FPT nó có này, như là các bạn sẽ được học thêm kỹ năng giao tiếp này, kỹ năng thuyết trình này, đó, kỹ năng làm việc nhóm này, kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh, và đặc biệt là các bạn ở đây bắt buộc phải phải học tiếng Anh này. Ở bên này là không đọc không học tiếng Anh các bạn nhé. Bên này mình thấy là đã không có cái lộ trình học tiếng Anh. Ở cao đẳng FPT thì các bạn được học tiếng Anh, còn FPT Arena thì không thấy phần tiếng Anh ở trong cái lộ trình. Đấy là giữa hai trường. Thế quay trở lại cái việc mà so sánh giữa thiết kế đồ họa của BTech, cao đẳng BTech, thì mình dám khẳng định là cái lộ trình học của cao đẳng FPT và cao đẳng BTech, các cái môn đồ họa sẽ giống nhau, gần như là giống nhau tới 90%, gần như giống nhau tới 90% ạ. Bởi vì nó cùng một mẹ và nó cùng một địa điểm, cứ chỗ nào có cao đẳng FPT thì chỗ đấy có cao đẳng BTech. Vậy thì có một cái riêng này, có một cái riêng, cái đặc thù riêng của thằng cao đẳng BTech thì nó có một cái mác, đó là được thành lập bởi Vương quốc Anh đúng không ạ? Cái gì nhỉ? Chờ mình một tí. Nó được mình sẽ bấm vào phần giới thiệu này. Ở đây thì nó sẽ riêng thằng về thằng 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 cao đẳng PTEC thì nó có một cái mác, đó là tiếng Anh của các bạn này. Nó được thành lập bởi đâu rồi nhỉ? Đây các bạn chờ một chút. Tắt cái này đi nhá. Đây. Bằng Vương quốc Anh, bằng bằng Anh quốc đúng không ạ? Bằng của Anh quốc. Cao đẳng PTEC là sự hợp tác giữa tổ chức giáo dục của FPT và Vương quốc Anh đúng không ạ? Thì đâu đó thì họ ký với nhau một cái hợp tác giữa hai bên. Thì ở đây là góc độ của hai trường, thì cái đấy là mình không bàn sâu bởi vì nó là cái tin của họ. Tuy nhiên mình chỉ nói về cái góc độ giáo dục thôi nhé, góc độ nghề thôi đấy. Thì nếu như các bạn học cao đẳng PTEC này thì cái điều bắt buộc của các bạn là tiếng Anh phải tốt, tiếng Anh phải tốt. Vậy thì nó có một cái nhược điểm của chúng ta này, có một cái nhược điểm này là đa phần các bạn, mình không nói chung nhưng đa phần các bạn ở tỉnh, cái tỷ lệ học tiếng Anh chưa tốt là rất nhiều, tỷ lệ học tiếng Anh chưa tốt là rất nhiều. Vậy nếu như các bạn học tiếng Anh chưa tốt mà các bạn chọn cao đẳng BTEC thì chắc chắn là các bạn nợ môn cũng khá nhiều đúng không ạ? Các bạn nợ môn cũng khá nhiều. Riêng cái ông cao đẳng FPT này này, cái tỷ lệ nợ môn cũng rất nhiều, chứ chưa nói gì đến BTEC
Nợ môn về về môn tiếng Anh nhé, mình chỉ nói là môn tiếng Anh đi nhá. Vậy thì bởi vì sao ạ? Bởi vì là cao đẳng FPT, cao đẳng BTEC nó là cao đẳng để đào tạo nghề. Đào tạo nghề thì có rất là nhiều các bạn tỉnh ở xa về học đúng không ạ? Ở xa về học. Vậy là xa về học thì mình cũng phải chia sẻ thật, mình cũng hiểu là rất là nhiều bạn cái tiếng Anh ở quê ấy, ở tỉnh ấy, thì mình cũng kinh tế, nói về kinh tế là cái gọi là cái độ tiếp xúc về ngôn ngữ ấy, nó cũng được ít hơn và cái tiền đi học thêm cũng ít. Chính vì thế cho nên các bạn mà tiếng Anh hơi đuối một tí mà các bạn học về cao đẳng PTEC này thì mình nghĩ là các bạn sẽ khó hơn một chút so với các bạn học cao đẳng FPT và các bạn học Arena. Vậy nếu như các bạn học Arena mà ở đây đang không cần tiếng Anh thì không không có cái lộ trình tiếng Anh thì các bạn những bạn yếu tiếng Anh thì có thể học ở Arena. Còn các bạn có thể nếu mà tiếng Anh tốt một chút thì các bạn là có thể học cao đẳng FPT hoặc là PTEC. Đấy là cái điểm riêng của ba trường. Điểm chung nó đều đào tạo về đồ họa. Thằng Arena thì nó đào tạo về mảng game, về mảng web nhiều. Như ông cao đẳng FPT và cao đẳng VTech thì đào tạo thêm về nội thất. Đấy là cái ngách đi riêng của mỗi một trường, có một cái nét riêng. Vậy thì nói về đấy là nói về đồ họa nhỉ. Mình nói xa hơn một chút thì ở trong trong ba cái trường này thì mình đang bản thân mình đang chưa thấy cái sự liên thông học lên được. Cái lộ trình của các bạn ví dụ như giả sử là các bạn đi học ba trường này chẳng hạn thì đâu đó nếu như các bạn học liên thông lên đại học thì chắc là các bạn sẽ ứng dụng được một số ngành. Còn lại đâu đó thì các bạn cũng sẽ phải học, ví dụ như nếu mà các bạn mà liên thông lên đại học FPT thì yêu cầu các bạn là tiếng Anh phải thật tốt. Đó, thì cái đấy là các bạn phải phải chuẩn bị cho mình. Vậy thì đấy là một số cái nội dung điểm chung điểm riêng của ba trường đó là PTEC về cao đẳng FPT, cao đẳng PTEC, cao đẳng FPT và Arena. Đó thì mình đã trả lời được cái câu hỏi mà mình đã trả lời được cái câu hỏi là vai trò trong mỗi ngành chương trình học có gì khác nhau và tại sao chia ra như vậy. Và tại sao nó chia ra như vậy để nó đánh ra từng phân khúc khác nhau, từng cái phân khúc khác nhau. Ví dụ như là Arena thì có thể đào tạo những người như mình chẳng hạn, bản thân mình 40 tuổi mình cũng có thể đi học được. Ví dụ một số trường, một số cái gì nhỉ? Một số công ty họ cử cán bộ đi học ấy thì có thể cử sang Arena học. Tuy nhiên là một số công ty họ cử nó cán bộ đi học họ không thể cử sang 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 nhỉ? Sang cao đẳng FPT hay là PTEC được. Bởi vì ở PTEC thì đào tạo là phải đào tất cả. Như ông Arena thì chỉ cần đào tạo một chứng chỉ thôi. Ví dụ như là cái tín chỉ này mình là cán bộ của một công ty nào đó, công ty cử đi học một môn ạ, một nửa môn ạ, hoặc là 6 tháng ạ, thì ông Arena này có thể đào tạo được cái việc đó, nhưng ông FPT này thì không nhá. Thì đấy là cái câu hỏi và câu 2. Thế còn cái câu 3 này, cái câu nãy giờ mình đang trả lời cái câu 1 của các bạn nhá. Bây giờ mình trả lời sang câu 2 là em học thiết kế đồ họa thì nên mua máy tính cấu hình như nào. Vậy thì ở đây mình đang có chia sẻ một số cái cấu hình máy tính ạ. Bản thân mình thì đang dùng con Dell Virtual 3000 3500 này. Thì cái giá bây giờ nó rẻ hơn rất là nhiều, trước mình mua là 25 triệu, bây giờ nó đang có 19 triệu 20 triệu này. Thì các bạn nếu mà tiết kiệm thì các bạn có thể mua con này. Ngoài ra thì các bạn sẽ nâng cấp thêm một cái thanh RAM 8 GB nữa thành 16 GB thì đâu đó nó sẽ vào khoảng 21 triệu. Thì mình đảm bảo với cái cấu hình máy tính như thế này thì ít nhất các bạn ra trường 5 năm nữa, có học xong các bạn học xong 2 năm này ra trường 5 năm nữa thì cái máy tính này vẫn chưa lỗi thời. Vẫn chưa bị lỗi thời bởi vì cấu hình nó vẫn còn dùng khá tốt. Đấy là máy tính thường, còn nếu mà các bạn có điều kiện
thì các bạn có thể dùng máy tính Dell. À, xin lỗi các bạn có thể dùng MacBook Pro. MacBook Pro thì nó khá đắt, nó đắt hơn rất là nhiều. Nhưng cái này thì nó có một cái phân khúc cao hơn một chút, là ví dụ như nhà các bạn bố mẹ mà có điều kiện một chút thì các bạn có thể dùng con MacBook Pro. Thì mình nghĩ là ít nhất là khoảng 10 năm nữa nó không lỗi thời và dùng rất tốt. Tuy nhiên nó có cái nhược điểm là nó khá đắt, nó đắt tất cả. Đến một con chuột của nó cũng khoảng 2 triệu, một con chuột nhá, một con chuột của máy tính này là 2 triệu đấy. Thì các bạn có thể chọn, nếu mà giá rẻ thì các bạn có thể chọn máy tính thường là Dell. Dell thì màu nó khá chuẩn, Dell là màu rất chuẩn nhé. Và các thiết kế đồ họa thì đa phần đều dùng MacBook và Dell. Đấy. Thì các bạn chọn một trong hai. Còn nếu như các bạn muốn khỏe hơn một chút nữa thì các bạn có thể chọn máy cây. Thì đây là một số cái cây mà mình nghĩ là giá nó cũng hợp lý. Tuy nhiên là chưa bao gồm màn hình nhé. Chưa bao gồm màn hình. Giá trên chưa bao gồm màn hình. Vậy thì nói về máy tính một tí này. Ở đây thì mình vẫn khuyên các bạn là dùng MacBook. À quên, xin lỗi các bạn là dùng máy tính laptop. Có nhiều bạn vẫn đang dùng máy cây nhá, nhưng mình khuyên các bạn dùng laptop. Bởi vì tại sao ạ? Các bạn đi học ở cao đẳng FPT hay ở VTech thì các bạn phải thực hành bằng máy tính của các bạn. Các bạn phải mang máy tính của các bạn đi học. Vậy thì nếu các bạn mua máy cây rồi thì chả lẽ các bạn lại phải mua thêm một cái laptop? Các bạn thi cử cũng ở trên laptop của các bạn. Các bạn thi nhé, thi cũng ở trên laptop của bạn, thi tại trường đấy. Chứ ở trường không có máy tính cho các bạn để thi đâu. Các bạn phải thi bằng laptop của các bạn. Vậy thì tốt nhất là các bạn nên mua laptop và mua xin bố mẹ bán thêm con trâu, một con bò, mua cái laptop nó tốt tốt một tí. Đúng không? Mua cái laptop nó tốt tầm 20 triệu. Đấy. Bởi vì nếu các bạn mua một cái cấu hình thấp hơn các bạn lại phải mua thêm cơ mà. Khi mà các bạn không dùng được lúc đấy là các bạn lại phải mua thêm, hoặc là các bạn lại phải cho ai đó cái máy tính cũ bán đi thì nó rẻ. Vậy thì mình khuyên các bạn là phải mua laptop đi thì mới đi học được, còn nếu không các bạn đến chỉ ngồi chơi thôi ạ. Bởi vì cái giờ thực hành của các bạn ấy là phải có laptop, còn không các bạn không có laptop thì các bạn chịu thôi ạ. Bởi vì nó không có phòng máy đâu ạ, nó không có phòng máy để cho các bạn thực hành đâu, các bạn phải có laptop riêng. Thì đấy là cái câu trả lời về câu 2 của các bạn, mình trả lời cho các bạn. Thế còn một số lưu ý cho tân sinh viên mới và trường, thì vừa giờ mình có chia sẻ về cái việc một số cái lưu ý thì khi mà các bạn mới vào trường ấy, thì nói về thiết bị thì mình khuyên các bạn là nên mua laptop là một này, và mua máy tính cấu hình cao luôn để các bạn có thể học tốt được là hai. Một số cái lưu ý nữa là khi mà các bạn vào trường thì các bạn nên nên tập trung luôn cái chương trình tự học, bởi vì các thầy cô dạy cho các bạn cũng không thể dạy hết kiến thức trong một cái thời gian được, các bạn chỉ có thể tự học thôi ạ. Tự học thì bản thân mình đây, mình dạy ở trường cao đẳng FPT và mình làm ra rất nhiều các cái video để cho các bạn sinh viên tự học đây, để cho các bạn sinh viên tự học đó. Vậy thì các bạn cái tinh thần tự học của các bạn ấy là rất là cao. Nếu các bạn không tự học, các bạn lại chạy xô đi làm thêm làm nếm thì đôi khi một số môn các bạn sẽ bị học lại. Thế ngoài học thì mình thực tập năm nào? Thực tập năm nào thì ở đây các bạn thực tập năm nào thì các bạn có mỗi 2 năm. Có mỗi 2 năm thì các bạn có thể thực tập học năm nửa năm đầu là các bạn đã có thể đi thực tập được rồi. Vậy thì cái thực tập nó cũng khá hay, các bạn có thể xin vào một số cái công ty đúng ngành của các bạn để các bạn thực tập. Có nghĩa các bạn học cái nửa năm là các bạn học xong Photoshop, Illustrator rồi là các bạn có thể đi thực tập luôn. Đi thực tập luôn thì họ sẽ ở các cái công ty họ sẽ trau dồi thêm cho các bạn và các bạn có thể học lỏng, học 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 nếu các bạn nhanh nhạy thì các bạn có thể học riêng, học học lỏm được từ từ những người mà đang dạy các bạn, từ những người mà các bạn thực tập đó. Thì đấy là cái câu hỏi thứ hai, là cái câu hỏi thứ thứ ba là về cái việc mà câu hỏi thứ tư về cái việc mà đi thực tập từ năm nào. Anh chị có lời khuyên cho em khi chọn thiết kế đồ họa, kiến thức cơ bản đó, nền tảng thì vừa giờ mình đã nói rồi,
Mình nói là nếu như các bạn vào cao đẳng FPT học, về vào cao đẳng FPT học thì mình chắc chắn là các bạn là chưa, riêng ngành đồ họa chưa dạy cái môn này, môn Figma này. Môn Figma bây giờ nó là cha đẻ của ngành thiết kế web UI UX đó. Thì các bạn có thể tìm hiểu các cái kênh chia sẻ, ví dụ như mình, ví dụ như các thầy cô khác chẳng hạn. Thì các bạn có thể tìm hiểu các kênh chia sẻ để làm sao nhỉ, để có thể có cái lộ trình. Ví dụ như này, ở đây mình có một cái bài về về hướng nghiệp về thiết kế đồ họa nha. Đây ạ, hướng nghiệp thiết kế đồ họa. Thì các bạn có thể xem cái video về hướng nghiệp như này. Ngoài ra thì các bạn có thể chịu khó đi đến các cái trung tâm thương mại để, không phải để chơi đâu ạ, để xem các thiết kế của họ. Thì đấy là một số cái phần chia sẻ của mình về cái ba bốn cái câu hỏi, bốn năm cái câu hỏi của các bạn. Thì cái bài chia sẻ này thì mình cũng lại tiếp tục mình up lên kênh YouTube này. Vậy thì trong cái quá trình mà các bạn đi học ấy, hoặc là các bạn ấy có cái phần nào mà các bạn thấy trăn trở, các bạn thấy khó khăn, hay là các bạn đang gặp cái khó khăn gì, các bạn có thể chia sẻ với mình và mình sẽ lại tiếp tục ra các cái video để hướng dẫn, để giải đáp các cái thắc mắc cho các bạn, đúng không? Giải đáp các thắc mắc cho các bạn, kể cả các cái bài tập ở đây rất nhiều các bài tập, như ví dụ như các bạn đang học cái môn thiết kế bao bì này, mình đều làm các cái video hướng dẫn về thiết kế bao bì cho các bạn để các bạn có cái. Bởi vì cũng phải xin thưa các bạn là đi học, các bạn đi học ấy nó may hơn khôn, các bạn được học một số thầy tốt thì các bạn học tốt. Ở đâu chả thấy, các bạn đi làm thế thôi ạ, đi làm cũng có người giỏi người không giỏi, chứ đi dạy cũng thế, có những người chỉ đọc slide thôi ạ thì làm sao mà tốt được, đúng không? Vậy thì nếu như trong cái quá trình mà các bạn học có cái phần nào nó khó, các bạn có thể nhắn riêng cho mình thì mình sẽ chia sẻ các cái bài. Thì nhắn riêng các bạn có thể vào Facebook này, đúng không? Các bạn vào Facebook thì các bạn có thể gõ chữ đồ họa Việt Nam đây. Thì khi mà các bạn vào cái phần đồ họa Việt Nam này thì các bạn có thể nhắn cho mình, nhắn vào cho mình thì mình sẽ trả lời và mình sẽ tạo ra các cái video để hướng dẫn các bạn. Vậy thì đấy là những cái câu hỏi, những cái câu giải đáp cho năm cái câu hỏi của các bạn ở đây. Thì trong cái quá trình mình giải đáp thì có những cái phần chắc chắn là nó sẽ đụng chạm đến một số các thương hiệu, thì chắc chắn là nó không tránh khỏi. Tuy nhiên mình đã cố gắng tiết giảm tối đa những cái phần mà đụng chạm rồi. Ngoài ra thì các bạn có cái câu hỏi gì thêm thì các bạn có thể comment lại cho mình nhé. Chúc các bạn thành công, chúc các bạn sinh viên mới vào trường, vào ba trường gặt hái được những cái kiến thức tốt nhất. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào các cái video tiếp theo.